Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Chiều mùng 9 tháng 1, Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin về báo chí vụ bắt nghi can giết người, cướp tài sản gây xôn xao dư luận. Nạn nhân là nữ nhân viên quán cà phê trên địa bàn huyện Hóc Môn. Trung tá Nguyễn Thanh Long, phó trưởng phòng tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin, khoảng 11 giờ 30 phút trưa ngày mùng 6 tháng 1 Công an huyện Hóc Môn nhận được tin báo về việc xảy ra vụ giết người, cướp tài sản ở địa chỉ 42 gạch 3, tổ 9, ấp 1, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn. Khi đến hiện trường điều tra, công an xác định nạn nhân là chị NTHP, quê Tiền Giang, tài sản bị cướp là xe máy SH1 và 2 triệu đồng. Xác định tính chất của vụ việc, ban giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an và Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, thiết bị phối hợp công an huyện Hóc Môn, trung đoàn cảnh sát cơ động và các đơn vị liên quan khẩn trương truy xét bằng mọi giá phải bắt đối tượng gây án trong thời gian nhanh nhất. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 9 giờ truy xét, ban chuyên án đã xác định được đối tượng gây án là Nguyễn Thanh Tâm, 27 tuổi, ngụ Tân Phú Trung, huyện Củ Chi. Tuy nhiên đối tượng Tâm đã di chuyển qua nhiều nơi thuộc địa phận thành phố Hồ Chí Minh và lần trốn vào rừng keo thuộc ấp 7, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An để trốn tránh sự truy bắt của cảnh sát. Đáng nói, địa hình nơi đối tượng lẩn trốn rất rộng, khoảng 50 ha, giáp danh sông. Tuy nhiên tất cả các cán bộ chiến sĩ tham gia truy bắt đã kiên trì tỉ mỉ ra soát, tìm kiếm từng mét vuông, quyết không để đối tượng trốn thoát. Ban chuyên án đã huy động 1.000 cán bộ chiến sĩ cùng nhiều phương tiện thiết bị hiện đại, chó nghiệp vụ. Sau 72 giờ truy lùng, ban chuyên án đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Thanh Tâm và thu giữ toàn bộ vật chứng liên quan đến vụ án. Đối tượng sau đó được di lý từ Long An về Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra làm rõ. Trung tá Nguyễn Thành Hưng, trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đối tượng Tâm đang bị Công an huyện Đức Hòa, huyện Long An phát lệnh truy tìm về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, nhưng đối tượng đã bỏ trốn. Trung tá Hưng cho biết thêm, ngày mùng 6 tháng 1, Tâm đến một tiệm hớt tóc ở xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn để cướp, nhưng vì xác định nơi này không có nhiều tài sản nên hắn từ bỏ ý định. Sau đó Tâm đến quán cà phê ven quốc lộ 22 và gây ra vụ giết người, cướp tài sản. Trung tá Hưng nhấn mạnh, Chúng tôi xác định phải bắt được đối tượng tâm nhanh nhất vì đây là đối tượng rất nguy hiểm, nếu lẩn trốn được rất có thể hắn sẽ tiếp tục gây trọng án nguy hiểm cho người dân. Trưởng phòng Cảnh sát hình sự đã đại diện Công an thành phố Hồ Chí Minh cảm ơn người dân địa phương đã hỗ trợ cảnh sát về bắt nghi phạm. Người dân lo từng ổ bánh mì, đốt lửa cho lực lượng sưởi ấm, thậm chí dùng xe máy chở lực lượng chức năng đi làm nhiệm vụ. Chúng ta đới Ngọc Thắng, phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự cho biết, nạn nhân vụ việc bị ra tay rất tàn ác, chém hơn 40 nhát. Truy xét đối tượng, ban đầu chúng tôi chỉ tiếp cận được một nhân chứng, nhưng người này cho biết chỉ nghe thấy tiếng xe chạy từ quán cà phê ra. Tuy nhiên bằng biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi xác định được nghi can là Nguyễn Thanh Tâm, đồng thời khoanh vùng đối tượng đang lẩn trốn ở xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Đây là khu rừng rộng 50 ha, rắn rết rất nhiều. Chúng tôi cho bao vây toàn bộ với 40 chốt chặn, không để đối tượng thoát ra ngoài. Trong tối mùng 6 tháng 1, ngoài việc sử dụng chó nghiệp vụ, chúng tôi còn sử dụng 6 máy flycam để truy lùng đối tượng. Quá trình truy bắt có 10 lượt cán bộ chiến sĩ đã phải nhập viện vì bị ong vò vẽ trích. Trung tá Đới Ngọc Thắng còn tiết lộ lực lượng phải dùng xe cơ giới để mở đường. Trên trời có flycam, dưới có lực lượng công an, người dân và chó nghiệp vụ. Trong sáng mùng 9 tháng 1, lực lượng tại hiện trường sử dụng 5 máy xúc chia thành 5 mũi tiến vào khu rừng. Đối tượng Tâm lúc này nằm dưới mương nước, lấy cỏ phủ lên mặt. Khi thấy máy xúc đến gần, Tâm sợ bị máy xúc nghiền trúng nên đã vùng dậy tháo chạy và bị bắt giữ. Đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi Tâm khai trong những ngày lẩn trốn đã ăn ổi, chuối và uống nước dừa hái được trong khu rừng. Trung tá Hưng cho biết, vẫn theo Trung tá Hưng, hiện chưa phát hiện đối tượng Tâm có đồng phạm. Động cơ của đối tượng là chuẩn bị sẵn hung khí để tấn công, cướp tài sản. Nếu nạn nhân chống cự sẽ giết chết. Như đã thông tin, trưa ngày 6 tháng 1, người dân nghe tiếng kêu cứu phát ra từ một quán cà phê ven quốc lộ 22 thuộc xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn. Khi đến nơi, họ nhìn thấy một nam thanh niên, sau này được xác định là nghi can Lê Thanh Tâm đã lên xe gắn máy tẩu thoát. Và bên trong kiểm tra, người dân phát hiện nữ nhân viên của quán là NTHP nằm thoi thóp với nhiều vết đâm trên người. Người dân đưa chị P đi cấp cứu nhưng chị này đã tử vong. Khi nhận được tin báo, công an huyện Hóc Môn và các phòng nghiệp vụ công an thành phố Hồ Chí Minh đã khẩn trương điều tra, xác định nghi can gây án là Lê Thanh Tâm đang tẩu thoát về hướng Long An. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng công an tỉnh Long An chốt chặn ở nhiều điểm, lần theo dấu vết của Tâm. Hơn 10 giờ sáng ngày 9 tháng 1, lực lượng công an đã bắt giữ được Tâm. Ngày 9 tháng 1, Công an tỉnh Long An phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh, di lý Nguyễn Thanh Tâm, 27 tuổi, thường trú tại huyện Củ Chi về thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi giết người cướp tài sản. Tâm là nghi can sát hại chị NTHP, 22 tuổi, nhân viên quán cà phê tại kiosk ốt trên đường quốc lộ 22, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn vào ngày 6 tháng 1. Trong 3 ngày trốn trên cánh đồng, Tâm chỉ luẩn quẩn quanh khu vực đồng trồng cây cối um tùm của người dân. Hắn khai chỉ có hái ổi trái cây để cầm cự. Khát nước thì uống nước trong lu, uống nước mương dù ô nhiễm nhưng vẫn uống. Tâm cũng khai thi thoảng ở các khu vực lần trốn có nghe thấy tiếng của người dân nhưng nhanh chóng lẩn nấp vào các lùm cây nên không bị ai phát hiện. Người này cũng thừa nhận nguyên nhân vụ việc cướp tài sản nhắm đến chiếc xe máy và ra tay với cô gái chứ không có mục đích nào khác. Tâm được cho là người ham mê cờ bạc, từng bị công an tỉnh Long An truy tìm liên quan đến một vụ trộm xe lù. Như thông tin đã đưa, sau khi sát hại cô gái, nghi phạm Tâm cướp chiếc xe hiệu SH1 của nạn nhân rồi tẩu thoát xuống Long An. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với công an tỉnh Long An truy xét hung thủ. Công an theo vết đến đường tỉnh 830 thì mất dấu nghi phạm ở khu vực xã Lương Hòa, huyện Bến Lức. Đến tối, một người dân bán tạp hóa ở gần cầu Dạch Nổ, thuộc ấp 7 xã Lương Hòa, nói việc có thấy một người đàn ông giống hệt nghi phạm xuất hiện tại quán của mình mua nước uống. Qua camera trích xuất từ quán nước và một camera khác ở gần khu vực này, công an xác định từ chiều ngày 6 tháng 1 đến tối, nghi phạm đã luận quẩn ở đây nhiều giờ đồng hồ. Mở rộng truy tìm, công an phát hiện một chiếc xe tay ga và đôi dép nghi phạm đã bỏ lại ven một lối đi trong ấp 7. Cơ quan chức năng liền bổ sung lực lượng phong tỏa toàn bộ khu vực, sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để truy tìm. Tuy nhiên, đây là khu vực nông thôn, nhiều mảnh vườn lớn chen lẫn với địa hình đồng ruộng, kênh rạch cây cối um tùm, gây khó khăn cho việc truy bắt. Đến gần trưa ngày 9 tháng 1, trinh sát đã bắt giữ được nghi phạm là người trực tiếp tiếp xúc với nghi phạm giết người. Đến bây giờ, bà Huỳnh Thị Tuyết, sinh năm 1973, ngụ tại xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, vẫn cảm thấy sợ hãi khi nhắc lại câu chuyện. Theo bà Tuyết, lúc đó hơn 16 giờ ngày 6 tháng 1, nghi phạm dừng xe ở cửa hàng của mình để mua nước và thuốc lá. Bà Tuyết nói, nó đội nón, đeo khẩu trang vải kín mít, lúc đó tôi chỉ thấy đôi mắt, Nhìn đôi mắt thấy sợ lắm, mà cách nó mua nước cũng khác với người thường. Bà Tuyết cho hay, sau khi mua nước uống, nghi phạm xin mật khẩu wifi, nói chuyện với người nào đó lâu lắm, sau đó hắn gọi mì tôm để ăn nhưng không ăn, để đó nở hết và phải đổ đi. Bà Tuyết cho hay, tôi thấy nó ngồi mệt mỏi lắm, đến hơn 20 giờ tôi dọn hàng thì nó mới rời đi. Khoảng 30 phút sau, công an tới tìm hiểu thông tin và cho bà Tuyết xem hình nghi phạm. Lúc đó, bà Tuyết như rụng rời tay chân vì không nghĩ đã tiếp xúc với nghi phạm giết người man dợ hơn 4 tiếng đồng hồ. Từ hôm xảy ra sự việc đến giờ, gia đình bà Tuyết đề phòng hơn, con dâu cũng ở nhà để phụ bà việc nhà vì mấy hôm nay bà mất ngủ vì ám ảnh đến bây giờ. Là người theo đạo công giáo, hàng ngày 4 giờ dậy đi lễ sáng, nhưng từ khi vụ việc xảy ra, gia đình bà Bùi Thị Ba, 64 tuổi ngụ tại xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, nơi nghi phạm để xe trước cửa nhà bỏ trốn, cũng không dám ra khỏi nhà từ lúc tờ mờ sáng nữa. Đây cũng là tình cảnh của các hộ dân xung quanh. Bà Ba cho hay, Nghi phạm chưa bị bắt có thể trốn quanh khu vực bà sinh sống nên gia đình lúc nào cũng trong tình trạng cửa đóng then cài. Bà chia sẻ vì chưa bắt được nghi phạm nên trời bắt đầu tối thì nhà nào cũng lo đóng cửa, xung quanh có bao nhiêu bóng đèn bật hết lên, rồi chó sủa thì mở camera lên để nhìn. Theo bà Ba, người dân không dám ra đồng, công an cũng kiểm tra kỹ lắm, chỉ tay vào chỗ nghi phạm ngồi rồi để xe lại. Bà bà cho biết thời điểm đó đối diện nhà bà có đám cưới, nghĩ là ai đó đi đám rồi để xe lại, chứ không nghĩ là do nghi phạm giết người. Bà ba cho hay, đêm hôm trước con trai gọi điện nói là có kẻ giết người cướp của đang giấu xe trước nhà mình, mẹ có hay không? Tôi trả lời không biết gì, sau đó thì thấy công an đưa chó nghiệp vụ đến truy tìm hung thủ. Hai ngày nay, nghe thông tin kẻ giết người lẩn trốn khu vực này, anh Minh Sa hàng xóm gia đình bà ba lo sợ không dám đi thăm vườn sáng nay thấy lực lượng công an đông an toàn nên mới dám vào thăm vườn tranh. Anh Sa nói, khi vào thăm vườn tôi phát hiện bị mất tấm bạt tre xe rùa trong vườn, không biết có phải nghi phạm lấy hay không nhưng tôi lo lắng. Sau vườn bà ba có những dấu chân mới quanh hàng rào, vỏ chuối để lại. Khu vực này đất rộng hàng chục ha chủ yếu trồng chanh, cây ăn trái khác và cây cỏ thiên nhiên mọc rất rậm rạp. Phía sau nhà bà ba cánh rừng hơn 10 hectare, lực lượng chức năng thông báo rộng rãi đến người dân địa phương để cảnh giác.